Trầm cảm sau sinh là tình trạng người phụ nữ bị rối loạn cảm xúc, thay đổi về thể chất và tâm lý, hành vi sau khi sinh con. Không tránh khỏi những cái giây phút mà rất là nhiều cảm xúc và chui vào phòng khóc một mình, hay là tự nhiên nhìn thấy con và cảm thấy là mình không biết phải xoay sở thế nào và rất là stress. Đi bộ trong dành tập thể dục, dành thời gian nghe nhạc và thư thái tinh thần, thư giãn vậy là cái rất là tốt. Nó sẽ giảm stress. Hãy vận dụng cái sự giúp đỡ của chồng, của những người yêu thương mình, của gia đình bố mẹ. Mời quý vị đón xem Khỏe để sống vui với chủ đề Trầm cảm sau sinh, phát sóng vào 18:30 Chủ nhật ngày 1 tháng 1 năm 2023 trên kênh Style TV VTVK12.